Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em sẽ gửi đến một các bác một mẫu xe Cam Lagon 600, một mẫu xe mang thương hiệu của Mỹ, được trang bị bộ chuyển động SLX. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe khung nhôm, sơn nguyên bản. Nước sơn thì còn rất là mới, rất là đẹp. Xe thì chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Trang bị bộ tay bấm SLX, phanh dầu Shimano. Mayer bi vòng. Đùi đĩa trục rỗng. Gạt đĩa DOG. Đề chuyển số SLX. Chiếc xe được trang bị một bộ líp 11 tầng rất là to ở đây. Nhìn chiếc xe nó tạo nên một cái điểm rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vào đánh giá. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 44 cm. Từ khóa cổng yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác khoảng từ 1m60 đổ đến khoảng trên 1m7 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Về một tầng líp, 3 tầng đĩa cho 33 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà, lên xuống có thấy trên hình rất là mượt mà. Mấy đi vòng chiếc xe đã có giá bán bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào trả hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.